Palm Heritage Village Dala gồm các sản phẩm biệt thự, căn hộ, khách sạn và hệ thống tiện ích được quy hoạch và thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao. Vận hành bởi tập đoàn khách sạn quốc tế hàng đầu tại thành phố Đà Lạt do tập đoàn Cham Group chủ đầu tư và phát triển. Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Cham Heritage Village Dala sở hữu vị trí đắc địa kết nối thuận tiện đến trung tâm thành phố Đà Lạt. Đặc biệt tuyến đường cao tốc Dầu Dây Bảo Lộc Liên Khương được hoàn thành sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Đà Lạt đến Hồ Chí Minh còn 2 tiếng đồng hồ. Các tuyến đường kết nối Nha Trang, Phan Thiết và Vũng Tàu liên tục được đầu tư. Ngoài ra với việc Liên Khương trở thành sân bay quốc tế đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn để thu hút lượng lớn khách du lịch nước ngoài tới nơi đây. Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Cham Resort Heritage Village Dala gồm hai phân khu chính gồm cộng khu A là phân khu dịch vụ du lịch bên rừng gồm có vườn hoa, vườn ươm. Khu dành cho hoạt động cắm trại với lối thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng, chú trọng sự tương tác với thiên nhiên nên có không gian thoáng đãng, khí hậu mát mẻ. Cộng khu B gồm có biệt thự Village trên đồi, khu khách sạn, khu tiện ích. Khu cây xanh, Cham Heritage Village Đà Lạt phát triển hướng đến tiện ích 5 sao tiêu chuẩn quốc tế với các mua sắm ở các khu trung tâm thương mại, mua sắm sầm uất, nhà hàng đa phong cách. Sky Bar trên không, phòng tập thể thao với trang thiết bị hiện đại cùng không gian xanh, môi trường sống thân thiện. Dự kiến tháng 6 năm 2023 dự án sẽ chính thức được triển khai. Thông tin bất động sản, alocanhosg.com cập nhật thông tin dự án.